Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 mới Global Success của năm học 2024-2025 nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ sang Unit 1 All About Me, Lesson 2, trang số 12 nha. Activity 1, Look, Listen and Repeat. Chúng ta hãy nghe và lặp lại. Where are you going, Mary? Where are you going, Mary? Câu này có nghĩa là bạn đang đi đâu vậy, Mary? Bạn đang đi đâu vậy, Mary? Nha. Bạn đang đi đâu vậy, Mary? Where are you going, Mary? Đây là thì hiện tại tiếp diễn này. I'm going to là tôi đang đi đến đâu đó. I'm going to the sports center. I'm going to the sports center là tôi đang đi đến trung tâm thể thao chúng ta học hồi lớp 4 rồi. I'm going to the sports center. What's your favorite sports? Mẫu câu mới của chúng ta. What's your favorite sports là môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Is basketball? What about you? Is basketball? What about you? Đó là bóng rổ. Basketball là bóng rổ. Bóng rổ. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Cái cụm từ mà what about you thì các bạn nhớ dịch là còn bạn thì sao? My favorite sport is swimming. Môn thể thao yêu thích của tôi là môn thể thao yêu thích của tôi là bơi. Ok, chúng ta đọc lại bài nhé. Where are you going, Mary? I'm going to the sports center. What's your favorite sport? It's basketball. What about you? My favorite sport is swimming. My favorite sport is swimming. Rồi chúng ta xuống bài dưới đây. What's your favorite sport? What's your favorite sport? Gọi là khi các bạn đưa cái từ sports là thể thao vào bên này và cái mẫu câu này thì chúng ta hỏi là môn thể thao yêu thích của bạn là gì, và câu trả lời là is cộng với cái từ người ta cho, table tennis là bóng bàn. Bóng bàn. Chúng ta đọc lại câu A. What's your favorite sport? Is table tennis. Còn câu B, cái từ color là màu, màu sắc yêu thích của bạn là gì? Pink là màu hồng. Ok. Nhà sports là thể thao, sports là thể thao, table tennis là bóng bàn, bóng bàn. Còn color, color màu sắc, pink, pink là màu hồng. Animal động vật, và dolphin, 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 dolphin cá heo nha. Cá heo. Cá mập là gì? Shark. Cá voi là gì nhỉ? Whale. Rồi, food là đồ ăn. Đồ ăn yêu thích của bạn là gì? Và đây chúng ta có câu trả lời là một cái sandwich. Sandwich, bánh mì kẹp nha, bánh mì kẹp. Rồi chúng ta ráp vô này. What's your favorite sport? It's table tennis. Number picture B. What's your favorite color? It's pink. What's your favorite animal? It's a dolphin. What's your favorite food? It's a sandwich. Rồi chúng ta qua bài Let's Talk, bài số 3. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi về bản thân của mình hay không? What's your favorite sport? Ở đây, can you tell me about yourself? Chúng ta trả lời, My name's Linh. Tên tôi là Linh. Thì hỏi tiếp là what's your favorite sport? Bởi vì chúng ta thấy bạn Linh đang chơi bóng bàn này. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Thì chúng ta trả lời là table tennis. Còn nếu mà chúng ta đưa cái câu này vô thì bạn này sẽ là bạn Ben đúng không nào? Can you tell me about yourself? My name's Ben. What's your favorite food? Is sandwich. Is a sandwich. Bạn này bạn Lucy. Lucy là can you tell me about yourself? My name's Lucy. What's your favorite animal? I like
ở đây không phải là, đây là màu thôi. Color. À, what's your favorite color? Is pink. Còn bạn này là bạn Minh. What's your favorite? No, no. Can you tell me about yourself? My name is Minh. What's your favorite animal? Is dolphin. Is a dolphin. Rồi chúng ta qua bài 4 là bài listen and march. Ở đây chúng ta có cái từ color. Nha, đây là màu, đây là color và màu pink. Thích màu hồng á, pink. And then animal. À, con vật yêu thích của bạn là con gì? Và đây là a dolphin. A dolphin là cá heo. Ở đây là môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Là table tennis. Table tennis. Ok. À, qua bài số 5 hãy đọc và hoàn thành nè. Where were you yesterday? Ngày hôm qua bạn đã ở đâu vậy? I was at the zoo. Tôi đã ở sở thú. What's your favorite animal? Con thú yêu thích của bạn là con gì? It's a dolphin. Đó là con cá heo. Why do you like it? Tại sao bạn thích nó? Because it jumps and dances beautifully. Bởi vì nó nhảy và múa nha, nó nhảy và múa rất đẹp. Ok, câu số 2, bài số 2. My favorite food is pizza. Pizza. Tôi, đồ ăn yêu thích của tôi là pizza. Bạn có thích pizza không? Do you like pizza too? No, I don't. Không, tôi không thích. À, thì các bạn biết là no, I don't ở đây. No, I don't. No, I don't. Okay, vậy. Rồi, what's your favorite food? It's a sandwich. It's a sandwich. It's a sandwich. A sandwich. Yes, I love sandwiches. Rồi, đó là bài tập của chúng ta đó. Nha. Lesson 2 của bài số 1 tạm dừng tại đây.